Sau đây là kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 0, 1. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1812, 5299, 5512. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7332. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28172, 87947, 75606, 27520, 70690, 13906, 35458. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52760, 58886. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 96025. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 13701. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 627206. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 627206.